Quý vị, bên cạnh một số những địa phương công bố đã khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi, thì hiện vẫn còn nhiều địa phương tiếp tục phát hiện thêm các ổ dịch mới. Mới đây, tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại. Mấy ngày qua, đàn lợn hàng trăm con của gia đình ông Lê Đình Nền bỗng lăn ra chết. Ông Nền đã nhanh chóng thông báo cho ngành chức năng địa phương. Sau khi thú y địa phương lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy đàn lợn dương tính với tả lợn châu Phi. Toàn bộ 330 con lợn của gia đình ông đã được đem đi tiêu hủy. Số lượng lợn nó quá đông nên chôn vườn thì không có địa điểm, nên là giờ xã đang tìm địa điểm, nên là gia đình cũng rất là lo lắng cái điểm để chôn cất cho nó đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Khi mà biết được cái đàn lợn nhà chú bị dương tính với cái dịch tả lợn châu Phi này thì chú và gia đình cảm thấy như thế nào ạ? Và bây giờ thì đang như thế nào ạ? Gia đình rất là buồn bã, mà coi là tất cả cái vốn đầu tư vào này bây giờ cũng hết rồi. Vâng. Trước thế nào chú bây giờ nó vỡ lọ. Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Đông Triều đã ghi nhận 5 hộ bị phát hiện dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Các hộ còn lại đang rất lo lắng. Cũng là gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ thôi, nhưng mà chúng tôi rất là hoang mang. Chúng tôi cũng cũng tìm mọi cách phòng ngừa phun trùng khử độc. Sau hơn 2 tháng xuất hiện, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ra 23 tỉnh thành phía Bắc. Hiện một số tỉnh đã công bố hết dịch như Hòa Bình, Bắc Cạn và một số tỉnh phát hiện mới. Các chuyên gia dự báo, thời tiết nắng nóng, mùa hè tới đây sẽ chấm dứt dịch bệnh nguy hiểm này. Các chuyên gia chăn nuôi thú y cũng nhận định, virus tả lợn châu Phi hoàn toàn có thể bị tiêu diệt bởi vôi. Virus này nó có thể tồn tại được ở cái pH từ 4 đến 10. Đúng không? Thế nhưng mà khi mà chúng ta dùng vôi bột, dùng vôi đặc biệt là vôi cục, để mà thực hiện tiêu hủy những cái động vật nó bị nhiễm cái virus dịch tả lợn châu Phi, thì như vậy, ngoài cái việc mà pH rất cao, trên 10 ra, thì nó lại còn tạo lên cái độ sôi. Và chúng ta biết rằng nếu như ở cái điều kiện mà 60 độ C thì trong vòng mấy phút là nó đã chết rồi, đúng không? Thế thì như vậy nó kết hợp vừa cái độ nóng. Virus dịch tả lợn châu Phi nó có cái sức sống từ pH 4 đến 10. Có nghĩa là pH phải trên 10 thì cái virus nó mới chết. Thế bây giờ nếu mà để đảm bảo cái pH trên 10 thì cái nồng độ vôi hoặc hàm lượng vôi nó phải đậm đặc. Ngoài vôi bột, các chuyên gia khuyến cáo bà con cần sử dụng các chất sát trùng thông dụng như ete, chloroform, NaOH 0,8%, chlorine 3%, formalin 0,3% và những hợp chất chứa iốt phormôn 1,5% đến 2% để tiêu diệt virus tả lợn châu Phi. Ngoài các biện pháp trên, có thể áp dụng biện pháp tiêu hủy, thiêu đốt lợn. Tuy nhiên, giải pháp này khó thực hiện do chi phí quá lớn.